Vậy hôm nay chúng ta đã kết thúc cái chương 1. Đồng bằng chương 1 là cái chương mà nói về cái nói chung về cái khái niệm thuật toán, các phương pháp thiết kế thuật toán chung, và quan trọng nhất là cái cách chúng ta có thể tính toán được gọi là cái độ phức tạp của thuật toán thông qua các quy tắc cụ thể. Thì trước tôi nói rồi là với cái con mắt nhìn mới về về phòng máy tính mới đấy, không phải trước kia nữa, thì khi chúng ta cho một bài tập cho học sinh thì cái quan trọng nhất bây giờ là phải cho học sinh nắm bắt được là cần thiết kế cái bài toán này bằng thuật toán gì nhé. Như vậy như việc cái con mắt nhìn mới của cái khái niệm phòng máy tính của chúng ta này, cái quan niệm mới nhé. Về thuật toán và giải toán bằng thuật quan niệm ngày xưa là chỉ cho học sinh làm bài và kiểm tra cái làm bài đó thông qua các cái test chấm hết. Và từ trước nay là tất cả cái việc dạy cho học sinh về về lập trình lại như vậy. Nhưng bây giờ với cái quan điểm mới về cái khái niệm đưa khoa học máy tính vào giáo dục phổ thông thì chúng ta phải dần dần từng bước một, không nhanh như từng bước một, để mà chuyển dạy cho học sinh hiểu sâu hơn về khái niệm thuật toán, cái thuật toán, và quan trọng nhất là làm sao để chứng minh được rằng thuật toán đó là đúng hay là sai. Như vậy cái quan điểm mới là gì? Một là phải thiết kế thuật toán. Nhanh lại một chút nhé. Thiết kế thuật toán để giải được cái bài toán, để giải được cái bài toán của chúng ta. Đó là một cái ý. Cái này thì giống như trước kia vẫn thế thôi, nhưng mà điều khác thứ hai này, trước kia thì chúng ta cho sinh làm bài và hầu như không cần phải chứng minh rằng thuật toán là đúng. Thì coi như là chỉ cần suy luận bằng 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 giới thiệu cái cách làm bài của học sinh thôi, và không hầu như không cần phải yêu cầu học sinh là chứng minh nó đúng. Nhưng bây giờ được khác, bây giờ cần phải tiếp theo cần phải chứng minh là thuật toán đúng, thuật toán đúng. Thì cái chứng minh này là chứng minh bằng cách nào thì có rất nhiều cách khác nhau, nhưng mà một trong những cách mà chứng minh toán đúng ý, là chúng ta phải thiết kế thuật toán dựa trên các lý thuyết cụ thể của thuật toán. Thì chính cái chương trình cái phần học của chúng ta đây chính là học đó, học là cái cách các cái biện pháp kỹ thuật khác nhau để tiến hành thiết kế thuật toán. Thì trong khi mà chúng ta mà thiết kế thuật toán bằng các kỹ thuật đó thì thông qua đó cũng chứng minh rồi, chứng minh là nó là đúng rồi. Cho nên cái chứng minh này là chẳng qua là phải áp dụng đúng các lý thuyết đã học. Rồi xong cái bước, một cái bước nữa quan trọng là gì, là để chứng minh được là thuật toán đó là tốt hay xấu, hay là không tối ưu hay là tối ưu, thì chúng ta phải tính được cái độ phức tạp, thời gian của thuật toán. Đấy, phần này là phần rất là mới này. Cái này là cái mà từ xưa nay cái việc dạy cho học sinh phổ thông là hầu như không cái việc tính thời gian chạy của thuật toán bằng đồng hồ của máy tính hết, thông qua các test. Ví dụ cái bài này mỗi test thì làm được, cái bài này làm dưới 2 giây, dưới 2 giây thì coi như là sai, dưới 2 giây thì coi như đúng. Nhưng mà bây giờ không phải như vậy. Bây giờ là cách làm mới là gì, là chúng ta phải cho học sinh biết được à cái bài này nó là bao nhiêu, nó như thế nào, và phải tính được cái thông qua cái hàm gọi là hàm TN đó, phải phân loại được cái TN nó nằm ở đâu trong cái dãy các cái tiệm cận. Thì trước tôi nói rồi là chúng ta sẽ có một dãy các như này, ví dụ là O1 là cái lớp thuật tiệm cận là hằng số, nên là O log n là cái lớp tiệm cận là logarit,
Sau đó bước tiếp theo nó là ON là lớp cận tuyến kính. Rồi có một lớp trung gian nữa là ON logo N. Đấy. Xong có thể tiếp theo nữa là ON bình phương, ON K tổng quát. Và tiếp theo đó là cái lũy thừa AN và lớn nhất là ON dài thừa. Đấy, thì đây là các lớp tiệm cận khác nhau. Thì khi mà chúng ta yêu cầu học sinh tính toán thì học cái này nó phải suy được nằm đâu ở trong cái lớp tiệm cận này. Thì đó là chúng ta chú ý nhé. Thì đây chính là những điểm mới đấy, quan điểm mới về thuật toán, dạy toán học sinh. Thì cái quan điểm này, cái này nó mới thực sự là khoa học máy tính, cái này nó mới là CS nhé. Nó mới là khoa học máy tính. Còn từ xưa nay mà chúng ta vẫn cho học sinh làm bài và kiểm tra học sinh làm đúng hay sai, hay cho điểm học sinh thông qua cái kiểm thử, cái test thì cũng đúng thôi, nhưng mà cái đó cũng chỉ là lập trình thôi, mà cái đó nó chưa phải học máy tính. Thì nhưng mà cái mới bây giờ là học máy tính thì là cần phải học được những cái này. Được rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học sang cái chương đầu chương 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 hai, cũng là cái chương đầu tiên nói về cái cách thiết kế thuật toán. Vậy chúng ta sang hôm nay là chương 2 nhé. Chương 2 là cái chương về các cái bài toán, các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp đơn giản. Cái chương tìm kiếm đơn giản ban đầu. Sắp xếp đơn giản. Các cái bài toán đơn giản. Chưa? Thì đây là bài của hôm nay nhé. Trong chương này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một vài cái thuật toán cơ bản nhất liên quan đến cái bài toán tìm kiếm và sắp xếp một cái danh sách, một cái dãy. Thì đầu tiên tôi nói về cái bài toán tìm kiếm. Thì có thể nói là bài toán tìm kiếm là cái bài toán chung tổng quát của tất cả mọi thứ trong tin học. Thế trong tin học tất cả bài toán đều làm cái dạng nào đó mà suy từ cái bài toán tìm kiếm. Chứ khái niệm bài toán tìm kiếm là cái bài toán rất là rộng. Thì tôi liệt kê ra đây một số dạng của bài toán tìm kiếm nhé. Nó rất là một số dạng của bài toán tìm kiếm. Đây là những cái dạng toán rất là cơ bản tìm kiếm. Ví dụ chúng ta ở trên mạng, chúng ta là chúng ta tìm kiếm một thông tin cụ thể, đúng không? Ở trên tìm kiếm một thông tin trên internet chẳng hạn, thì đó là cái bài toán tìm kiếm rồi. Chúng ta có thể tìm kiếm một cái bức tranh nhé, hay là một cái bài hát, một cái bài hát, một ca khúc nào đó ở trên mạng. Chúng ta tìm một cuốn sách nào đó ở trên mạng. Thì chúng ta xem tìm kiếm một cái bài báo nào đó, bài báo theo một chủ đề nào đó ở trên mạng. Và chúng ta tìm kiếm một cái lời giải của một bài toán nào đó mà chúng ta đã biết. Vâng, thì tất cả những cái dạng tìm kiếm này là cái mà những cái dạng bài toán chính mà chúng ta vẫn hàng ngày mà chúng ta vẫn tìm. Thì tất cả các dạng này là chính là những cái bài toán tìm kiếm, được chưa? Thì như vậy là cái mô hình tìm kiếm tổng quát là cái gì? Thì tôi nói nhanh cái mô hình nè, mô hình bài toán tìm kiếm. Cái này chúng ta sẽ còn quay lại rất nhiều nữa ở phần sau. Thì tôi nói tổng quát để bài toán tìm kiếm tổng quát.
Thì mình của nó là như sau: chúng ta có một cái miền dữ liệu nào đó rất là rộng rãi, như rất nhiều như này, rất nhiều. Thì cái miền này nó gọi là nó gọi là cái miền gọi là cái miền tìm kiếm. Chúng ta cho trước một cái cho trước một cái giá trị k, giá trị k. Và bài toán là như sau. Bài toán là tìm một cái phần tử nào đó, để một hoặc là tất cả, tìm một phần tử x trên cái miền tìm kiếm đó, gọi này là miền u nhé, trên u sao cho cái giá trị của x là bằng k. Đấy. Như vậy là cái bài toán tổng thể thì nó là như vậy. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là nó chỉ không phải đơn giản chỉ là cái giá trị nó bằng bằng k, mà cái bản thân cái nó gọi là cái việc tìm kiếm ấy nó như thế này này. Nó có rất nhiều cái dạng tìm kiếm. Ta chú ý. Anh nghe này đâu xả được. Dạng tìm kiếm khác nhau nhé. Ví dụ như là ví dụ thực tế ta gặp rất nhiều này. Trên đây rồi, một là tìm, thứ nhất là tìm x sao cho là x bằng k, đó là cái dạng mà tôi thấy là đơn giản nhất. Nhưng mà không phải như vậy, cái ví dụ khác như là tìm đối tượng tìm các đối tượng x và thỏa mãn các tính chất nào đó, tính chất a b c nào đó, thành những thể nhiều tính chất khác nhau. Thì đây là một dạng tìm kiếm, đúng không? Có thể một dạng khác là tìm tất cả các đối tượng, tìm tất cả nhé, các đối tượng x thỏa mãn các tính chất, thỏa mãn các tính chất a b c nào đó, tìm tất cả. Hoặc là ngược lại là tìm tìm cái đối tượng x là thỏa mãn một trong các tính chất a b c nào đó. Rồi là một dạng nữa là tìm kiếm cái đối tượng x tối ưu nhất, ví dụ như là maximum hay là minimum, tối ưu nhất trong số các cái đối tượng thỏa mãn a b c. Anh mình nó có rất nhiều cái dạng bài toán khác nhau, chứ không phải chỉ một dạng bài toán, mà nó rất là đa dạng. Chúng ta sẽ thấy ngay trong cái phần sau của cái chương trình này. Như vậy cái tôi nôm na lại là cái bài toán tìm kiếm là một cái bài toán tổng quát nhất, đa dạng nhất của toàn bộ môn tin học, là chúng ta sẽ thấy điều đó nhé. Được chưa? Rồi cái điều quan trọng nữa là gì? Cái bài toán tìm kiếm đó ta sẽ giải như thế nào, cách giải như sao? Thì nó luôn là cái cách giải, cái tìm lời giải của bài toán này nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái lời giải của bài toán trên nhé, cái lời giải của bài toán tìm kiếm trên sẽ phụ thuộc vào cái gì? Sẽ phụ thuộc vào
sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc, cấu trúc dữ liệu của cái miền giá trị đấy, mình chúng ta bắt đầu chú ý nhé, của cái miền giá trị U mà chúng ta đang định tìm kiếm. Nó không dễ thế nào nhé. Ví dụ như là chúng ta lên mạng chúng ta cần tìm một bức tranh, thì tìm cái nhân lịch tập hợp tất cả các bức tranh ở trên internet nó cấu trúc như thế nào, sao mà tìm được? Khó kinh khủng nhé. Ví dụ chúng ta tìm một cái bức tranh nào đó, bức tranh mà chúng ta đang cần trên internet, thì gọi U là tập hợp tất cả các bức tranh hiện có ở đâu đó trên internet. Thì đây là tập hợp rất là lớn, nó rất đa dạng, nó lưu trữ ở đâu, chưa ở cái máy nào, ở cái máy chủ nào, sao mà tìm được. Đó, nhưng mà thấy như vậy tưởng đơn giản thôi, rất là khó. Vì chúng ta lên mạng, chúng ta vào mạng, chúng ta tìm kiếm một cái ảnh hoa hồng, chúng ta tìm đây, chúng ta vào image tìm trong thế này thôi, nhưng mà bên dưới nó là cả một lý thuyết rất là lớn, khổng lồ về tìm kiếm trên mạng, trên mạng mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta học được là cái rất là giản trong này thôi, nhưng mà nó rất là nó vô cùng phức tạp đấy các bạn. Nhưng mà chúng thấy nó rất là nó không đơn giản, nó vì nó phụ thuộc vào cái biến U nó là cái gì đấy. Cái U nó là một dãy hay nó làm cái gì, nó làm tập hợp gì, cho nên là nó rất là khó. Như vậy là cái khó là chúng ta phải tìm hiểu cái miền giá trị, miền của những cái giá trị mà chúng ta đang tìm kiếm nó là như thế nào. Như vậy như vậy tin học chính là cái môn học mà chúng ta sẽ phải đưa ra cái thuật toán để mà chúng ta tìm kiếm các cái phần tử, các đối tượng trên những cái miền dữ liệu khác nhau. Trên thực tế thì có rất nhiều cái tổ chức cái miền dữ liệu U này, có rất nhiều, mà nó rất đa dạng. Thì chúng mình đây tôi liệt kê ra nhé một vài cái chúng ta sẽ học trong tương lai. Thì đây là một số cấu trúc này, một số cái dạng dữ liệu, số các cái dạng dữ liệu mà thường có hiện nay để chúng ta có thể tìm kiếm nhé. Đây, cái dạng thứ nhất mà chúng ta hay gặp ấy là cái dạng giải nhất, là cái cấu trúc tuyến kính. Thì đây là cái dạng mà dữ liệu đơn giản nhất, nó làm cái dãy này, nó làm một cái mảng ở trong Python nó làm cái list, đúng không? Ở trong Pascal nó làm cái array, nó làm cái A0 này, A1 này, A1, A2, AN này. Đây thì nó làm cái dãy như này, phần tử. Truy cập vào từng phần tử một, AK nào đó, AK chạy từ 0 đến N hay từ 1 đến N. Như vậy là đây là cấu trúc dữ liệu đơn giản nhất mà học sinh sẽ được học từ đây. Còn tất nhiên khi học càng sâu lên thì nó không đơn giản như vậy. Một cấu trúc dữ liệu tuyến kính khác mà chúng ta sẽ thấy, ví dụ như là ngăn xếp, chúng ta sẽ được học nhé, ngăn xếp nhé, hay là hàng đợi, nó là cấu trúc dữ liệu một trường hợp riêng của dãy, của mảng. Hay là chúng ta có thể tìm hiểu cấu trúc dữ liệu nữa, ví dụ như là cái danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu nó gần như tuyến kính, nhưng mà nó không phải là tuyến kính hoàn toàn, nó gọi là link list. Chúng ta cũng sẽ được học cái mô hình dữ liệu này.
thì tìm kiếm trên đó nó khác với tìm kiếm của chị ở trên mạng này, nó có giống, nó có cái khác nhé. Hay là một dạng dữ liệu nữa là cái dạng dữ liệu là cái mảng mảng hai hay là ba chiều, nó là dữ liệu là kiểu ma trận, hay thì nó cũng khác nhé, phức tạp hơn. Tìm một cái phần tử trên ma trận nó khác trên trên một cái dãy, nó phức tạp hơn. Một cái ma trận là cái dạng, nó cái dạng như thế này, cái dạng nó kiểu như này, nó là hai chiều. Rồi thì chúng ta có thể tìm kiếm trên cái cấu trúc khác, ví dụ như là cấu trúc cho sinh học ở đây là cấu trúc gọi là cấu trúc heap, gọi là hay là đống heap, heap hay là tiếng Việt gọi là đống, cấu trúc rất đặc biệt. Đấy, chúng ta sẽ được học ở trong quá trình của chúng ta nhé. Đơn giản rồi, mặc dù là đơn giản thôi nhưng mà là tất nhiên nó khác rồi đấy. Tìm kiếm phần tử trên heap nó lại khác là tìm kiếm trên trên một cái mảng một chiều hay là hai chiều. Chúng ta sẽ được học thêm một cái dạng phức tạp hơn nữa, ví dụ như là cái mô hình cây. Đấy, mô hình cây là phức tạp rồi. Mô hình cây là cái mô hình dữ liệu nó có dạng như này này, nó có dạng là như là cái cây thật, ngược lại là một cây nên là cái gốc này sau lại chia nhỏ như thế này, từ bốn điểm này lại chia nhỏ ra nữa như này. Cái này nó là gốc đây, cái này nó là gốc nhé. Cái đỉnh này nó là lá này, cái đỉnh bên trong này nó gọi là cành này. Đấy, thì đây là mô hình, nó gọi là mô hình cây. Thì việc tìm kiếm những cây nó như thế nào, đấy, cũng là nó khó, nó khác hẳn nhé. Nó không một khi mà dữ liệu dưới dạng cây thì là nó khác, và mà không phải tìm kiếm đơn giản như ở trên một cái mảng. Hay là chúng ta sẽ được học thêm cuối cùng làm kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu nó gọi là đồ thị. Đấy, đồ thị nó lại phức tạp hơn nữa nhé. Đồ thị là cái dữ liệu là nó dạng như thế này, là nó có rất nhiều cái điểm và nó có cái đường nối như thế này. Thì một cái mô hình dữ liệu đồ thị chúng ta hay dùng nhất chính là cái mô hình đường phố đấy, đường phố của chúng ta, bản đồ của chúng ta. Đấy, đây là những cái địa điểm và đây các cái đường nối, các cái đường đi trên một cái bản đồ. Như vậy chúng ta cái bài toán là tìm kiếm từ vị trí A tìm đường đi đến vị trí B, thì nó chính là bài toán tìm dữ liệu trên một cái trên cái đồ thị, và như vậy nó phức tạp hơn rất là nhiều lần. Như vậy là cái bài toán tìm kiếm là cái bài toán lõi nhất của mọi bài toán tin học, và tất cả mọi thứ đều được quy về tìm kiếm hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đây thì chúng ta sẽ học dần từ cấu trúc tuyến tính này, đơn giản này, trên mạng trên dãy này, chúng ta sẽ học được ngăn xếp hàng đợi này, chúng ta sẽ học nhanh về danh sách liên kết này, rồi là mảng hai chiều này, rồi là heap này, rồi là phức tạp hơn là cây này. Vậy phức tạp hơn nữa là gì? Phức tạp hơn nữa là đồ thị. Để quay lại các bạn nhé. Bây giờ hỏi nhanh này, tất cả những cái bông hoa này, tất cả những cái hình ảnh này nó lưu trữ ở dưới dạng nào ở trên internet? Đấy, câu hỏi nhanh nhé. Thì câu trả lời ngay của tôi là vì internet nó tổ chức dưới dạng mô hình cây. Mô hình cây nó tỏa ra từ một gốc, tức là cái bánh chủ, mà tất cả nó là tỏa ra, cho nên là tất cả các cái hình ảnh nằm trong các bánh chủ trên internet này là nó dưới dạng là hoặc là hình cây hoặc là dưới dạng là đồ thị. Mà chúng ta thấy là tìm rất nhanh vì chúng ta có thuật toán rất là mạnh để duyệt trên tất cả những cây trên một cái đồ thị. Đấy nhé, thì đó, thì như vậy là các bạn thấy là cái như vậy tưởng chừng đơn giản cái bài toán tìm kiếm thôi, nhưng mà thực chất ra là nó khá phức tạp, phụ thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta đang muốn tìm kiếm ở trên đó nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần đầu tiên của bài hôm nay. Cái thuật toán đầu tiên chúng ta sẽ được học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần này, vừa nãy là 21 rồi, bây giờ sang phần 22 là chúng ta sẽ học về cái bài toán tìm kiếm, nó là thuật toán tìm kiếm tuần tự. Tìm kiếm tuần tự nhé. Hiểu gì? Hiểu là đây là chúng ta bắt đầu học tìm kiếm trên một cái dãy, trên một cái mảng. Nôm na là tìm kiếm
Đây là bài toán dễ nhất rồi nhé. Tìm kiếm trên một cái mảng dữ liệu một chiều. Mảng dữ liệu một chiều. Rồi, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta sẽ làm cái bài toán đầu tiên đơn giản nhất mà ai cũng biết, học sinh biết hết rồi, nhưng mà nhắc lại lên để cho chúng ta hiểu nhé. Thì cái bài toán đầu tiên mà tôi sẽ nói ở đây tức là tìm bài toán tìm kiếm tuần tự, toán tự tìm kiếm tuần tự trên dãy một chiều nhé. Một toán như sau này là cho trước thì mô tả bài toán nhé, cho trước cái dãy số, dãy này không có thể không phải dãy số mà tôi bộ dãy số cho nó dễ, còn thực tế có thể là đây là dãy các tên người chẳng hạn, dãy các ký tự chẳng hạn, thôi tôi dãy số cho nó dễ ra là A1 này, A2 này, vân vân và AN này. Cho trước số k và trị k, bây giờ cần tìm cái chỉ số y, sao cho là a y bằng k. Như vậy là cái bài toán rất đơn giản như vậy. Nếu tìm thấy thì trả về y. Nếu tìm thấy nhé, thì chúng ta sẽ trả về giá trị là y. Còn nếu không thấy thì làm sao? Thì chúng ta sẽ yêu cầu là trả về giá trị là -1. -1 là vì sao? Bởi vì dãy của chúng ta đây là từ 1 đến n, nhưng mà trên nhiều cái phần mềm đấy, trên nhiều cái ngôn ngữ nó sẽ chạy từ 0 trên n-1. Tôi để tổng quát như vậy cho nên yên tâm là được chưa? Cái trên đây là chính là cái bài toán là thì tôi sẽ gọi cái dãy này là A. Yeah. Toán này nó quá đơn giản, thì tôi viết luôn cái toán vì nó quá đơn giản cho nên là không có gì phải làm cả. Thì tôi gọi cái này là tìm kiếm tuần tự nhé. Việc mô tả thuật toán này. Toán này tôi sẽ gọi nó là linear search. À, nhớ dễ nhé. Search này. Đây là dãy A và phần tử k là giá trị k. Đây chỉ là thuật toán mà tôi mô tả luôn ở đây, nó rất đơn giản. Toán này nó quá đơn giản chứ nó không cần thiết phải là cao siêu gì cả, biết luôn nhé. Thì như sau này, tôi ký hiệu n là đặt là length của a, cái độ dài của dãy của chúng ta đấy, mà giả sử chạy từ 1 đến n nhé. Tôi làm như sau này, tôi có vòng là for i chạy từ 1 to n. Nó kiểm tra nhé, if AI mà bằng K thì chúng ta dừng lại, chúng ta return y luôn. Đấy. Nhưng mà như vậy là AI bằng K mà tìm rồi lập tức dừng lại và return y, nhưng mà đây là một cái hàm chúng ta dễ hiểu. Còn giả sử chạy suốt từ 1 đến n không 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 ra được thì đây chúng ta dùng lại là return chỉ 1. Đây chính là cái thuật toán gọi là tìm kiếm tuần tự. Toán rất đơn giản mà. Cái thuật toán này là học sinh lớp 6 sẽ được học nhé. Trong quyển sách tin học 6 là có cái thuật toán này. Đây là cái thuật toán đầu tiên học sinh được học bài bản từ lớp 6. Nhắc bạn luôn nhé. Như vậy là các bạn có thể xem quyển không phải lớp 6 mà lớp 7 chứ. Lớp 7. Lớp 6 chưa học, lớp 6 chỉ học khái niệm thuật toán này, cho học sinh làm quen khái niệm như là thuật toán như là thổi cơm này, là quét nhà, cho học sinh hiểu khái niệm thuật toán và cho một bài tập thuật toán đơn giản như là phép cộng 2-3 số thôi. Còn đây là cái khó hơn là tìm trên một cái dãy số, thì thuật toán này là được học lần đầu tiên là học sinh lớp 7, trong sách giáo khoa tin lớp 7. Đó, thì đây là thuật toán đầu tiên rất là dễ hiểu, với quá đơn giản cho nên là chúng ta có thể và mô phỏng trên một cái dãy số rất là dễ, không có gì phải bàn cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Chứng minh của nó thế dễ, chúng ta có thể tự chứng minh lấy nhé. Cho sinh viên làm bài chứng minh, chúng ta phân tích cái sinh toán này là phức tạp của nó là bao nhiêu. Phân tích nhé. Đây.
Nếu chúng ta chia làm ba trường hợp, trường hợp mà tốt tốt nhất, trường hợp tốt nhất thì sao? Tức là giả sử cái phần tử k nó ngay ở vị trí a1 luôn, chạy y bằng một là được luôn. Như vậy là cái nó dừng lại ngay ở, ở vị trí đầu tiên, cho nên là cái thời gian của nó là t nó bằng tn nó bằng một, hay là chính hay là tn nó sẽ là bằng gì, nó bằng là o1. Như vậy này, trong trường hợp tốt nhất là thời gian của nó là bằng một, chính là bằng hằng số, được chưa? Đấy thì năm. Bây giờ trường hợp trung bình, chúng ta phân tích trường hợp trung bình. Trường hợp trung bình là gì? Là giả sử là k nó nằm ở phía giữa, đó được cái giữa cái nằm ở giữa cái dãy, thì như vậy chúng ta sẽ mất bao nhiêu? Mất là n trừ n chia 2 bước. Như vậy là tn nó sẽ bằng, xấp xỉ là n chia 2, và như vậy nó chính là bằng là on luôn. Vậy nó bằng là, toàn nó là tính tính là on. Bây giờ trường hợp mà xấu nhất, trường hợp xấu nhất, là k nó nằm cuối cuối dãy, hoặc là k không nằm trong dãy thì chúng ta phải chạy cái vòng for kìa. Cái vòng này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 5, cái vòng lặp số 2 này làm chạy đúng n lần. Như vậy suy ra là tn của nó là n. Vậy thì vẫn là bằng on. Đấy, suy ra là gì? Cái thuật toán này là độ phức tạp của nó là tính tính là on, là tính tính nhé. Và trường hợp tốt nhất của nó là hằng số là O1. Thì đó là cái toán này toán đơn giản nhất mà tôi nhắc lại là sẽ được học sinh sẽ được học từ lớp lớp 7. Thế việc câu hỏi đặt ra là gì? Là liệu toán này có thể tốt hơn được không? Hay là cái này là nhanh nhất rồi? Đấy thì câu trả lời như thế này, là câu trả lời là có thể tốt hơn nếu như dãy ban đầu được sắp xếp tăng dần. Thì ở đây chúng ta sẽ học phần tiếp theo là chúng ta giả sử, dãy của chúng ta, dãy A đã được sắp xếp rồi, được sắp xếp tăng dần, ví dụ như là A1 nhỏ hơn hoặc bằng A2 nhỏ hơn hoặc bằng AN này. Thì giả sử như vậy thì có thể tìm kiếm nhanh hơn được không? Đấy, thì câu trả lời là có. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé, tìm hiểu cái việc đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thuật toán số 2. Ở trên này là phần 1 nhỏ nhé. Linear search. Tuần tự này. Tuần tự thì ở đây là coi như ở đây là đây là chỗ nào, đây tôi gọi là một nhỏ đi. Một nhỏ là thuật toán tìm kiếm tuần tự. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo là sang phần hai nhỏ. Và giả sử cái này là nó xếp theo tự tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một toán mới. Hai, tức là toán này là gọi là thuật toán nhảy. Để chúng ta thấy là chúng ta vẫn có thể cải tiến được. Với điều kiện là dãy đã được sắp xếp theo tự tăng dần. Đây, thuật toán nhảy. Thoát nhảy của nó, ý tưởng của nó là giống hệt là tìm kiếm tuần tự, nhưng khác là nó nhảy từng bước một, không phải là đi, không phải là từng không phải từng phần tử mà nó nhảy từng bước xa hơn một. Thì ý tưởng là như sau nhé, ý tưởng là như này nhé. Đây chúng ta có cái dãy của chúng ta đây nhé. A1 này, A2 này, A3 này, A4, A5, A6, A7. Đây. Bây giờ chúng ta xuất phát từ vị trí đây này. Chúng ta sẽ nhảy, 3 bước 1, cứ thế nhảy lên. Đây. Chúng ta sẽ nhảy lên. Cho đến khi nào thì chuyển khi nào mà gặp cái phần tử của nó là lớn hơn k thì dừng lại. Như vậy giả sử ở đây nhé, chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ một này. Đây cho tôi nhập đây
Nào nhảy nhảy tới đây, cái này phải phải ở đây nhảy tới đây nhé. Lại cho nó dễ hơn nhé. Đang nhảy 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 1 2 3 này. Đây, nhảy này. Nhảy tới đây này. 1 1 2 3 nhảy tới đây nhé. Đây, nhảy tới đây nhé. Tới đây nhé. Thế đây tôi gọi đây là AI chẳng hạn, đây là AG chẳng hạn. Thế nhảy khi nào? Nhảy cho đến khi nào mà nhảy 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 cái khoảng cách nhảy này gọi là D, là cái bước nhảy. Thì nhảy khi nào mà cái phần tử AI này nó nhỏ hơn K. Nhỏ hơn K. Tắt tiếng. Tắt đi, tắt tiếng đi. Có tiếng nghe đâu. Tắt tiếng mình. Nha. Khi AG đây này mà nó lớn hơn K, lớn bằng K thì ta dừng lại. Và ở trong lần này chúng ta sẽ tìm kiếm tuần tự. Tìm kiếm tuần tự. Như trên. Như trên. Tức là chúng ta không cần thiết là phải nhảy đi từng bước một từ đầu đến cuối lâu quá. Chúng ta nhảy đại theo D bước, D bước, D bước, D bước. D bước. Thì nó nhanh nhanh hơn, nhảy nó nhanh nhanh hơn. Và sẽ nhảy khi nào dừng lại, khi mà đến cái chỗ mà cái phần phía trước của nó là nhỏ hơn K, phần sau của nó lớn hơn bằng K. Vậy suy ra là cái việc tìm nó nằm ở đây thôi, là vì là cái dãy là dãy tăng tăng ba lần, mà phía trên này là hoàn toàn lớn K cho nó không còn nữa, ở phía dưới này là nhỏ hơn K cho nó không còn nữa, cho nên là cái phần tử thì nó phải nằm ở trong này. Mà ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm phần tử đấy, thì nó cảm giác nó nhanh hơn, được chưa? Đấy thì đó là ý tưởng của thuật toán tìm kiếm, cái điều tôi mô tả thuật toán đấy nhé, nó cũng đơn giản thôi. Cái này tôi gọi là nhảy, nó là nó ý tưởng là dựa trên cái việc là tìm kiếm tuần tự. Nhưng mà chúng ta sẽ chia làm hai lần, làm hai cái giai đoạn. Một, giai đoạn một là nhảy theo D bước, và giai đoạn hai là tìm được cái khoảng D đó nó có phần tử K mà chúng ta tìm kiếm tuần tự ở trong cái khoảng đó. Nhưng ý tưởng của nó là sẽ chia cái việc tìm kiếm làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là nhảy theo D bước, D phần tử. Giai đoạn hai là tìm kiếm tuần tự trong cái khoảng D phần tử chứa cả. Vì sao là tìm được như vậy? Bởi vì là dãy chúng ta là dãy tăng dần đều, tăng dần rồi, cho nên là việc tìm kiếm nó là được, thấy chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán nhảy. Chúng ta cùng nhau ở đây nhé, vì nó rất dễ hiểu. Vì chúng ta nhảy như này này, nhảy như này nhé. Đây thì tôi mô tả cái bước nhảy nhé. Sau này tôi sẽ kêu nó là jump, cái anh là cái jump search a và k nhé. Điều kiện là A đã được sắp xếp rồi, A được sắp xếp tăng dần rồi, được chưa? Đấy. Nào, bây giờ tôi sẽ mô tả cái đúng theo ý trên nhé. Nhưng mà chúng ta cần hai cái biến Y và biến G. Biến Y là luôn luôn chỉ là cái ở cái vị trí đầu của bước nhảy, và G là vị trí sau của bước nhảy, và nhảy từ Y đến G, và nó tăng dần, tăng Y, G là dần lên nhé. Đây thì ta làm như sau này. Đầu tiên nó thiết lập kia giá trị, thì giá trị D chính là cái bước nhảy. Tôi chụp tính sau cái này nhé, bước nhảy, được chưa? Bây giờ tôi sẽ mô tả cái dãy chúng ta, dãy bắt đầu từ 1 nhé. Tôi làm như sau này, tôi đặt Y bằng
Y bằng 1 là vị trí bắt đầu để nhảy đấy. Còn G là bằng Y cộng D. Y cộng D. Được chưa? Rồi. Sau đó tôi bắt đầu nhảy này. À, tôi nhảy, tôi Y. Trong từng nào mà cái AG này còn nhỏ hơn K thì tôi còn đi còn nhảy. Nhảy cho đến khi nào mà cái AG lớn hơn bằng K thì dừng lại. Ta nhảy chuyến khi nào mà cái AG này lớn hơn bằng K thì dừng lại. Nhưng mà chỗ này ta phải chừng nào mà Y AG nhỏ hơn K thì chúng ta còn làm tiếp như sau. Chúng ta cho G bằng G cộng D. Y bằng Y cộng D. Chúng ta nhảy sang bước tiếp theo đấy. Là D nhé. Đó. Và chúng ta kiểm tra luôn chỗ này là if mà G mà lớn hơn N đấy. Thì chúng ta coi dừng lại luôn, chúng ta return, chúng ta không tìm return trừ 1 luôn, coi như là không tìm thấy luôn. Nhưng mà đây là cái vòng lặp đầu tiên chúng ta nhảy. Vòng lặp này sẽ dừng lại khi mà cái AG này lớn hơn bằng K. AG nó là cái này này. Đấy, lớn bằng này dừng lại đây. Và chúng ta sẽ tìm kiếm tuần tự từ AI đến AG. Nhé, ở đây bảo chúng ta bắt đầu tìm kiếm theo Y nhé. Đây, từ đây này. Đây tìm rồi nhé, chúng ta là Y. Bắt đầu tìm kiếm tuần tự này. Tuần tự nhé. Y, A, Y nhỏ hơn K. Tuần tự. Thì ta tăng Y lên một đơn vị để tìm kiếm tuần tự. Chính là cái này này. Bây giờ chỗ này là kiểm tra tí này. If này. Y mà lớn hơn N. O. Y mà lớn hơn G. Tức là nó vượt ra khỏi cái khoảng nhảy đó. Thì chúng ta cũng coi như là gọi như là chúng ta cũng return trừ 1. Được chưa? Đấy. Và đây chúng ta ra đây rồi là qua bước rồi, không tìm thấy rồi. Ở đây chúng ta sẽ làm kết này, if này. If mà AI mà bằng K thì chúng ta return y tìm thấy, đúng không nào? Còn ngược lại, nếu AI mà không phải bằng K thì chúng ta cũng return trừ 1. Else return trừ 1. Đó, đây chính là thuật toán mà chúng ta mô tả nhé. Đây. Tôi mô tả thuật toán cho nhỏ điểm kia, ta nhìn dễ này. Đấy. Nhìn rõ chưa? Đây. Thực hiện đây là một thông thường hay đánh số vào cho nó dễ nhìn để cho chúng ta dễ phân tích nhé. Đây là 3 này, đây là 4 này, 5 này, đây là 6 này, đây là 7 này, đây là 8 này, đây là 9 này, đây là 10. Chúng ta nên học cái cách viết như này, mô tả thuật toán để chúng ta phân tích. Để chúng ta muốn phân tích là độ phức tạp của nó thì chúng ta nên viết là như thế này. Đấy, đây là 14. Đây là 15. Nó có 15 dòng tất cả. Và chúng ta sẽ phân tích xem là như vậy. Qua cái trên cho thấy cho nên là đúng rồi. Cần thiết chứng minh lại thì cũng không cần thiết thì nó đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút xem là thuật toán này là có độ phức tạp là bao nhiêu. Đấy. Sẽ nó có chúng ta phân tích một tí xem là nó có hơn gì so với cái cách tìm kiếm tuần tự như ở trên không. Ở trên cho thấy là phía trên là thuật toán tuần tự là ON. Ở đây chúng ta kiểm tra xem đúng là ON hay không nhé, hay là tốt hơn. Làm thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích này. Và nên ngày bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ lập trình luôn. Nhưng bây giờ chúng ta phân tích trước nhé. Phân tích nhé. Đấy, cái này là bắt đầu chúng ta là khó hơn này. Học sinh phải học những cái này. Đấy, chứ không phải chỉ là như ngày xưa là chúng ta mới sang cái này xong. Học sinh làm bài, đưa cái đồng... được một vài cái test vào đúng, thật ra học sinh có cô giáo là giáo thầy giáo là vỗ tay học sinh làm đúng rồi, nhưng bây giờ không phải như vậy. Bây giờ là cách học mới là chúng ta phải phân tích cùng học sinh, phải phân tích được cái bài này của em là làm này là rất là chuẩn, còn nhanh hơn cả cách cũ, thì như vậy là phải chứng minh rằng là nó là như vậy thì mới được nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Đây, bây giờ chúng ta phân tích cái vòng lặp 3 này này. Lần 3 là chúng ta nhảy, mỗi lần nhảy D bước, đúng không ạ? Nhảy D bước, cho nên là ở cái vòng lặp 3, chúng ta lại như ở cái vòng lặp 3 là nhảy
D bước. Vậy suy ra thì suy ra là số lần nhảy là bao nhiêu? Tổng cộng có n phần tử. Bước nhảy là nhảy D bước. Như vậy là cùng lắm số lần nhảy này nó sẽ nhỏ hơn được bằng là n chia D, đúng không nhỉ? Bạn có thấy không nào? Vì làm chúng ta nhảy một lần này vào vòng 3 này, chúng ta nhảy một lần nhảy là y bằng y cộng d, y cộng y cộng d, như là cái nhảy người ta nhảy nhá, nhảy như này. Đây, nhảy. Ý tưởng đây nhảy, nhảy này, nhảy này. Đấy, đây chính là nhảy nhé, nhảy này, nhảy này, nhảy này, nhảy này, nhảy này, nhảy. Chứ thứ này là thứ nó nhảy mà. Đấy thì cái chiếc vòng số 3 này, vòng 3 này là bên trong là nó chỉ có mà ba lệnh thôi, ba lệnh thôi, nhưng mà số lượng nhảy của nó là lại là n chia d, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta phân tích ở cái dòng vòng, ở cái vòng lọc số 8 nhé. Ở chỗ này là chúng ta chỉ lập tuần tự ở bên trong lòng một cái bước nhảy thôi, cho nên là ở cái vòng lọc 8, vòng lọc 8 thì chỉ có gì là tuần tự, chỉ có là có cùng lắm là d vòng lập là d bước, được chưa? Còn ở cái 12, 13 đơn giản, nó chỉ là hàng số thôi, nó không thành vấn đề. Cho nên là tổng hợp lại thì cái thời gian chạy của thử thách này là phụ thuộc vào cái vòng lọc tại dòng 3 đây này và vòng 8. Vòng 3 là có maximum là n trên d cái bước. Ở vòng 8 có maximum là d bước. Vậy suy ra là gì? Suy ra là tổng thời gian, suy ra là tổng thời gian. Tổng thời gian chạy sẽ là o của n chia d nhé. N chia d cộng với o của d. Hay là ta có thể viết lại nó bằng là o của n chia d cộng d. Để thời gian chạy nhé. Toán này là như vậy. Bây giờ tôi đặt giả sử tôi đặt d bằng cắt bằng 2 của n. Tôi lấy phần nguyên của nó. Nguyên. Thế đây tôi suy ra thì suy ra là n chia d nó sẽ là nhỏ hơn bằng là cắt bằng 2 của n. Và cái d này nó cũng sẽ, bản thân d nó cũng sẽ nhỏ hơn căn căn 2 của n. Vậy ta suy ra cái gì? Suy ra là cái thời gian chạy của thuật toán tìm kiếm nhảy là gì? Là như sau, là o của n chia d là căn bằng 2 của n cộng với d cũng là căn bằng 2 của n, vậy nó chính là bằng o của căn bằng 2 của n. Thấy không nào? Hay là có thể viết lại sắc dễ là o của n mũ 1/2. Các bạn biết rồi, như vậy là n mũ 1/2 là rõ ràng là gì? N mũ 1/2 là cái tiệm cận là nhỏ hơn hẳn n. Còn là n. Xin ra lên. Vậy suy ra là cái thuật toán tìm kiếm này mà chúng ta vừa làm ấy, là nó có thời gian chạy là nhanh hơn hẳn cái thuật toán tuần tự là tuyến tính là o n, còn cái này nó là n mũ 1/2 là nhỏ hơn hẳn luôn, hoàn hẳn, được chưa? Mặc dù nó vẫn là cái dạng là gọi là đa thức, mà đa thức là mũ 1/2. Đấy, thì mình suy ra gì? Mình suy ra là có kết luận gì? Kết luận là cái thuật toán tìm kiếm nhảy có thời gian chạy tốt hơn hẳn là cái thuật toán là tìm kiếm tuần tự tương tự nhé. Đấy, bạn đây. Bây giờ chúng ta có thể cảm giác được là cái như vậy là vì sao tốt hơn hẳn, bởi vì là vì sao đã được như vậy, bởi vì là cái dãy chúng ta được sắp xếp theo tự tăng dần,
chứ nó không thì rất là khó, nếu không thì không làm được. Như vậy là nếu mà dãy A được sắp xếp thứ tự tăng dần thì chúng ta có tìm đã tìm được một thuật toán khác tương tự như thuật toán tìm kiếm tương tự, nhưng mà nó gọi là thuật toán nhảy, tìm kiếm nhảy, nó nhảy theo từng bước một và nó có cái thời gian chạy lại n mũ 1/2 nhé. Đó thì các bạn thấy như vậy nó rất là hay. Hay là cái để học sinh biết được à, chúng ta biết được à có một thuật toán trong trường mà A mà dạy A mà tăng dần ấy thì nó có thuật toán hay hơn, nhanh hơn là thuật toán là tìm kiếm tuần tự, được chưa? Rồi thế bây giờ mà tới đây thì bây giờ tôi sẽ dừng lại và tôi sẽ, chúng ta sẽ lập trình nhá. Đây, bài tập chúng ta được trên chung ở trên cùng một cái phần mềm này thôi, cùng một cái bài này nhé, cùng cái bài này tôi sẽ làm luôn cả hai cái trường hợp nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ lập trình cài đặt luôn nhé. Các bài toán tìm kiếm này, tìm kiếm này, tuần tự và tìm kiếm nhảy nhé. Kiếm nhảy. Mình chúng ta cùng nhau làm nhé. Mình chúng ta là viết luôn hai cái hàm số này. Đầu tiên là cái hàm là linear search nhé. Đồ họa chúng ta là A này và K. Chúng ta làm cái mô tả là cái thuật toán này này. Rất đơn giản như này thôi, thấy nhá. Đây này, đấy. Mình chúng ta làm cái em cài đặt trên Python nhé. Đây, tôi đặt n bằng len của a nhé. Len của a nhé. Đây là for i in range n if a i bằng k thì tôi return i đây giờ này nếu mà nó không tìm thấy thì ta return chỉ một đây chính là cái thuật toán là thuật toán tìm kiếm tuần tự. Mình tôi mô tả luôn toán thứ hai là thuật toán nhảy nhá, jump này, làm search này, cũng là AK nhé. Tất nhiên là phía AK này là để thấy biết luôn A dãy A, dãy A đã được sắp xếp, tăng dần. Rồi. Nào chúng ta bắt đầu này. N bằng len A này. Chúng ta nhớ lại cái này nhá. Đây. Để thiết lập D này. Bước nhảy này, sau đó chúng ta sẽ lập mà gọi là y là bằng 0, phần g bằng 0 cộng D, sau chúng ta sẽ làm cái này nó cũng nhé. Tôi đặt D bằng bằng N căn 2. Đây, thì tôi đặt cái này, tôi đặt là Y của N 0.5. Ôi trời, đã từng cái chảo nhá, khó quá. Rồi.
Đây tôi đặt D bằng là phần nguyên của căn 2 của N nhé. Rồi tôi đặt này Y bằng 0 này. G bằng bằng Y cộng D, thì ra tôi đúng Y bằng 0 lần này. D nhé. Rồi chúng ta lặp lại này, chúng ta cái vòng lặp ban đầu là chúng ta nhảy ngoài G nhỏ hơn K thì G bằng G cộng D Y bằng Y cộng D. Chúng ta kiểm tra luôn ở đây. If G lớn hơn bằng N, tức là vì đối với dãy ở trong Python là maximum nó là N trừ 1 thôi, cho nên là lớn bằng N là coi là cũng là vượt quá rồi. Chúng ta return trừ 1. Rồi sau chúng ta sẽ lùi ra đây và chúng ta sẽ đi tiếp. Mà tới đây chúng ta tìm được cái khoảng mà chứa K rồi, ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái tìm kiếm tuần tự ngoài A Y nhỏ hơn K, chúng ta tăng Y lên một đơn vị. Đây chúng ta kiểm tra if y lớn hơn bằng n. Chỉ tìm trong khoảng đoạn là bằng d thôi. O y lớn hơn g thì chúng ta sẽ cũng đi thêm. Và đây chúng ta sẽ làm tiếp một lần nữa, ở đây là if A đi cộng bằng ta thì tìm thấy return y chút này cũng không cần thiết, nhưng tôi cứ để đây đó. Nhưng mà chúng ta đã vừa viết xong hai cái hàm để đặt cái thuật toán là linear search và jump search nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm kiểm tra xem là chúng ta sẽ tính toán thời gian chạy của hai cái anh này và kiểm tra xem là nó làm vậy có đúng không nhé. Bây giờ tôi làm thử kia đã, ta làm thử một cái ví dụ đã để cho chúng ta thấy nhé. Ở như sau này, chúng ta thiết lập một cái dãy bất kỳ nhé, như là 1 này, 8 này, 9 này, 3 này, 3 này, 0 này, 20 này, trừ 10 này, 5 này, 15 này, ví dụ thế nhé. Bây giờ mà B là tôi sẽ mà sắp xếp cái dãy A này có tăng dần, thì tôi dùng cái hàm này, tôi dùng cái hàm sort. Cái hàm này nó sẽ làm có sẵn ở trong Python ấy, làm sort thì là nó sẵn rồi. Vì vậy tôi sẽ tìm kiếm nhé. Tôi đặt K bằng bằng 20 nhé, 10 đi, bằng bất kỳ. Chúng ta kiểm tra 20 này và tôi tìm kiếm nhé. Đây if này. If linear này, linear search này, A này, K này, mà tôi cứ tính luôn nhỉ, tôi kiểm tra cho chính luôn, tôi in luôn ra không cần thiết này, tôi print luôn, print luôn cái này luôn nhé, dễ. Mà tôi cũng print luôn cái kết quả thứ hai.
là dăm sớt. B nhé, ca kiểm tra xem nó đúng không nhé, vì tôi lưu cái bài này. Bài chúng ta là ấn nút này, lớp bằng hai, ấn nút này là B 4 nhé. Tìm kiếm này, một này, chạy thử nhé, xem nó có nó sẽ nó phải trả về thì nó phải trả về là lấy bằng 20 thì nó trả về là đúng vị trí của nó nhé. Này, ô, thằng này bị sai rồi này. Ở trên là 5 này, ở dưới nó lại là trừ 1 này. Chúng ta ở dưới này chúng ta bị sai chỗ nào đó, tôi kiểm tra nhé, xem nó sai ở đâu nhé. Ở đây mình đợi thêm một chút, tôi kiểm tra cái bên này một tí. Để tôi print cái bên này ra một tí nhé. Xem cái bên này nó sắp xếp đúng không? A là cái này này. Tôi in lại cái A này cho yên tâm. Kiểm tra một chút nhé. Đây A này này. Đây là B đây này. Như vậy tôi đoán trên này là nó tìm ra được là đây nó tìm ra được là 5 này, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là cái line here search là hoàn toàn chính xác này, còn cái sau này bị sai này. Cái sau này đúng ra nó phải tìm được cái 20 là phải là nó phải là đây 59 là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy giá trị nó ra là 8 thì đúng nhé. Nhưng mà chỗ này nó bị sai, chúng ta tìm hiểu cho nó sai ở đâu nhé. A này. Nên tôi tìm cái điểm ở giữa nhé, xong rồi ở giữa thì tôi lấy cái phần tử như này, không như này, xem nó ra như nào, đúng không đấy. Không thì vẫn đúng này, 20 mới sai, tôi xem được sang cái 15 này, 20 mới sai nhé. Cái đang 15 nó đúng không? 15 cũng bị sai. Chúng ta có chuyên gia là kiểm tra một chút có đúng không nhé. Đây nhá. Các bạn cùng với tôi kiểm tra xem nó sai ở đâu nhé. Chúng ta sửa ngay ở trên màn hình thôi. Đây nó tăng lên này. Nếu mà G lớn hơn N thì có thể sai như thế này. Thế này nó sai chỗ này này, là khi mà ở cái bước nhảy cuối cùng ấy, cái AK nó cái G nó vượt quá N là trừ luôn thì là không đúng. Và chỗ này chúng ta hơi bị sai một chút nhá. Đây này chúng ta kiểm tra nó sai chỗ này này. Tôi không để ý lắm nè. Khi mà chúng ta nhảy chúng ta phải để ý ở bước sau cùng. Đây này, để tôi làm lại một tí nhá. Nó dừng ở đây này, nó ở bước sau cùng này này thì cái bước để nó vượt quá đây thì là không được này.
Ở đây là sửa đây là Aji nhé, đây từ khi mà từ một trung tâm sửa lại chút cái chỉnh tí đã qua được một chút, sửa lại một chút rồi. Đây nó sai như này, tìm sai rồi. Ở đây nhé, cái ao dưới ao chúng ta lên này. Đây giả sử đây là AI này, ở cuối cùng này bước nhảy để nó vượt qua anh đây này, anh nó vượt qua nhưng mà cái AI nằm bên ngoài và máy nó sẽ báo ngay là không nhìn thấy, mặc dù là có thể ở tới đây là phải dừng, cho nên là chúng ta sẽ phải sửa chỗ này một chút thôi là như sau nhé. Trường hợp mà AG mà nó vượt quá cái AI này nó vẫn là nhỏ hơn K, mà cái AG này là cái G này là nó vượt quá N thì chúng ta sẽ phải làm như sau, thì khi đó chúng ta không xin lỗi chỗ kia không thể nào mà là không thể ấy trừ một được, mà chúng ta phải đặt cái gì nó bằng cái này để chúng ta tìm ở đây. Đấy, nó vẫn là như thế cơ. Ở cái bước này không thể nào mô tả, không ở cái bước này là không có cái chỗ cho trong trừ một được, là phải như này để rồi. Chúng ta cho thằng đặt gì nó bằng ở đây và chúng ta sẽ tìm cái gì ở đây nhé. Mình ta sửa lại một chút. Mấy các bạn cùng tôi sửa một tí nhá, nên là chúng ta sửa mình tôi bấm của tôi hơi bị sai một chút. Đây đây chỗ này chúng ta sửa chỗ này nhá. Đây này cái làm của nó vẫn không thay đổi gì cả, ta sửa ở đây. Đây chỗ này này, cái chỗ này là to lên một tí nhá. Đây chỗ này không nên sửa như thế này. Còn tôi sửa toàn sửa chỉ là tôi quay lại sau nhé, tôi sửa toàn sau, các bạn sẽ sửa sau nhé. Đây này chỗ này này, nếu mà G mà lớn hơn N thì không phải chỗ này bị sai như này. Đây chỗ này sai như này nhé. Nếu mà G lớn hơn N thì chúng ta sẽ đặt G bằng N trừ 1. Đấy, đặt G N trừ 1 ở cái bước này. Đấy thì làm đúng này, bây chúng ta sửa lại một tí nhé, thì ta sửa lại đây một tí nhé. Đây bây chúng ta kiểm tra có đúng không này. 15 này, đây là 7 này, ở đây đặt đây là 20 này, 20 thì nó là không phải là 8, 58. Vậy chúng ta sửa một tí là xong nhé. Như vậy chúng ta sửa lại như sau này, sửa lại chỗ này, các bạn sửa rồi đi, tôi bị nhầm thế này, không để ít thật. Đây chỗ này nhé, chỗ này này không phải là trừ một chỗ này, mà nếu mà g lớn hơn n, tức là cái bước nhảy cuối cùng nó vừa ra ngoài, thì chúng ta đặt lại g bằng n bằng n. Trong thuật toán chúng ta là cái dãy chúng ta là chạy từ 1 đến n, đặt g tại vị trí n. Nhưng mà ở cái bước này này, ở cái bước sau này là nó sẽ chỉ tìm từ ai đến g thôi. Đấy thì là chính xác. Tất cả cái việc mô tả thuật toán dưới này là phân tích dưới này là không thay đổi, có thế vẫn đúng hoàn toàn, chỉ thay đổi một tí ở chỗ này thôi nhé. Anh sửa chỗ này một tí. Quá trình của chúng ta là như thế này. Đây, chính xác như này nhé. Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu tôi tính này. Bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ để mà cho nó thuận tiện thì tôi sẽ làm như sau. Tôi để cho tính toán thời gian cho nó chính xác, tôi làm như này. Đây. Ở đây tôi mới thêm vào đây cái em from random import cái hàm rand in nhé. Đây cái hàm này mà cái hàm này dùng để sinh ngẫu nhiên các cái số nguyên từ vị trí a từ a đến b. Để tôi dùng cái hàm này để tôi dễ sinh ngẫu nhiên dãy a rất lớn, tôi kiểm tra thời gian nhé. Và tôi cần hàm thứ hai, để tính đăng cái thời gian from time. Tôi import cái hàm tên là performance counter. Đấy, tôi dùng hai cái hàm này nhé. Cái hàm performance counter để tính toán thời gian chạy của chương trình. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ mà các bạn nhớ có hai cái hàm này nhé.
Bây giờ tôi sẽ ở đây tôi sẽ làm cái thuật toán này, tôi sinh dữ liệu, sinh dữ liệu A nhé. Đây phần cho tùy thôi mà tôi def sinh sinh dãy đi, dãy cái kia cái này là n đi, thế của tôi sẽ có n phần tử và có n phần tử và mỗi phần tử của nó cũng được cũng là từ 1 đến n, nó tiện nhé, cho tiện này. Tôi làm như sau này, tôi đặt a và tôi for i in range n và tôi a tôi append cái phần tử là gì, phần tử của tôi là rand in là từ 1 đến n, từ 0 đến n, 0 đến n. Return. Return A. Được chưa? Đấy. Thì đây tôi sửa như sau này. Ở đây tôi sửa A của tôi ở đây là gì? A, tôi sinh ra cái A nhưng mà tôi còn tôi kiểm tra thời gian thôi. Đây. Tôi sinh dãy. Sinh dãy như có 1.000 phần tử chẳng hạn. Kiểm tra thử nhé. B là bằng sọt thịt A nhé. Đấy, điều chỗ này không cần in ra nữa. Kiểm tra luôn. Nhé. K. K lên phần tử ngẫu nhiên nhé. Ren in 1 đến 1.000. Được chưa? Và mình bắt đầu tính này. Cái tính thời gian nhé. Đây. Đầu tiên tôi viết là T1 bằng performance counter để tính cái line search A, đúng không? Và đây tôi viết là print cái line search A ra ra này. Và tôi T2 tôi bằng performance counter. Xong tôi print cái thời gian. Pin là tìm kiếm tuần tự cho nó dễ nhé, để tìm kiếm tuần tự T2 trừ T1 được chưa? Như vậy là tôi in ra cái kết quả của cái tìm kiếm tuần tự, xong tôi tính cái thời gian. Đây. Cái này chính là tính thời gian luôn nữa. Đấy, và gọi là cái này. Vì ở đây tôi làm cũng là thế, tôi dùng cái T1 này, tôi copy xuống đây như dễ. T1. T2. Copy luôn như dễ. Và đây tôi sửa tìm kiếm nhảy. Kiểm tra xem có nhanh hơn không. Hai cái dãy là giống hệt nhau, chỉ khác là cái thằng B là cái thằng đã được A sắp xếp lại nhé. Rồi mình ta thử nhá, với n bằng một, n bằng 1.000 này, mày thử kiểm tra chạy thử nhá. Đây từng bước tuần tự thì làm mất 7 giây, tìm kiếm nhảy hết 3 giây, nhanh hơn hẳn, nhanh hơn rồi đấy đó. Không thể bao giờ có lại 7 nhân vẫn là e đây này. Thì được tôi cho đề cho nó tăng lên thế này. Khoảng 7 giây. Sẽ lâu một chút nhé. Đây là bao nhiêu? Đây là 10 triệu đúng không? 10 triệu. Không, tôi để 1 triệu cho nó dễ nhé. 100 này. 1.000 này, đây là 1 triệu đúng không? 1 triệu.
một triệu nhá, thì cái tính tuần tự là 0,1 giây, còn được tính kiếm nhảy là 0,003 giây. Hay nhân hạn. Các bạn thấy không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta đây là cách thì chúng ta đây, chúng ta là ngược lại, chúng ta là tính, chúng ta đã chứng minh thuật toán đúng rồi mà chúng ta dùng đồng hồ chúng ta kiểm tra lại cái thuật toán đó, chứ không không phải cái kiểm tra đồng hồ này không phải là cái để chứng minh cái chúng ta làm đúng. Ngược lại nhé. Như vậy là với cái cách làm hiện nay của chúng ta đấy, học sinh làm thì chúng ta dùng đồng hồ để chúng ta kiểm tra em nói là đúng hay không. Dùng đồng hồ làm cái thước đo, em mà làm đúng trong thời gian bao nhiêu giây thì là coi như đúng, làm không đúng trong thời gian bao nhiêu giây thì là sai. Còn bây giờ là ngược lại, là chúng ta là chứng minh bằng công cụ toán học và công cụ của máy tính, chứng minh em làm đúng rồi, nhưng mà dùng đo đồng hồ để ta kiểm tra lại thôi. Như vậy là hai cái tư duy làm bài là khác hẳn nhau. Nhưng mà tất nhiên là để khi mà cho học sinh thi, học sinh giỏi thì lúc bây giờ chúng ta không thể ngồi đấy mà kiểm tra được, chứ vẫn bắt buộc dùng đồng hồ để ta kiểm tra thôi. Nhưng còn các cuộc thi khác, có thể có những cuộc thi mà kiểm tra trình độ thuật toán của học sinh thì có thể là học sinh nộp bài và học sinh có thể lên trình bày. Lên trình bày trước ban giám khảo là cái toán của em mà làm đúng hay sai, làm như nào. Và em mà chứng minh là cái toán độ phức tạp, thời gian của toán của em là bao nhiêu, tính NTN đấy, bằng bao nhiêu. Và ban giám khảo sẽ kiểm tra lại bằng công cụ chỉnh. Cho nên là cái hai cái tư duy để mà hai cái tư duy tiếp cận cái môn lập trình là nó khác nhau của cái cũ và cái mới. Bạn có thấy không nào? Cho nên là hiện cho đến phút này, vì sao thế giới, toàn bộ thế giới nó vẫn thi theo kiểu cũ? Bởi vì có hai điều. Vì thứ nhất, trong cuộc thi online như vậy không ai có thể ngồi kiểm soát từng bài của học sinh, không có ai làm được. Cho nên bắt buộc phải dùng cái công cụ là test như kiểu cũ, như kiểu hiện nay này, là cùng dùng test, thông qua test đo thời gian để chúng ta đưa ra viện xét em làm đúng, em làm vào cho điểm. Một ý nữa là cho đến giờ phút này nhé, là toàn bộ trên thế giới là vẫn chưa đưa cái khoa máy tính này xuống cho học sinh phổ thông, mà sắp tới là nó sẽ có. Và như vậy trong học sinh phổ thông nó cũng bắt đầu nó có cái cách là chúng ta phải làm theo kiểm tra theo một cách khác. Thì đây là một kiểu, các bạn chú ý nhé, tức là trong tương lai có thể ngoài cái cuộc thi hiện nay, cuộc thi là online và chấm bài online trực tiếp thông qua các test và thông qua các cái thời gian chấm tự động, thì nó có thể có cuộc thi khác về thuật toán, là các em học sinh sẽ làm bài và lên trình bày thuật toán của các em và chứng minh thuật toán của em đúng bằng công cụ toán học. Đó, thì lúc bây giờ các giáo viên, các ban giám khảo chỉ việc kiểm tra lại đúng hay là sai, kiểm tra lại cái chứng minh của em là đúng hay là sai, và có thể hơn nữa là kiểm tra một lần nữa trên máy tính. Như vậy là xong. Như vậy hai cách tiếp cận cái môn học này là nó khác nhau. Còn mình có nói rồi là cái chuyện là đối với người làm khoa học thì chẳng có ai đi làm khoa học bằng cách là dùng cái test kia để mà đo đồng hồ thời gian cả. Tất cả phải làm cách như tôi vừa nói, chúng ta phải chứng minh bằng toán học. Đây, chúng ta phải làm như này, chúng ta phải phân tích, đưa ra thuật toán, phân tích và chứng minh. Vậy về thuật toán này tôi chứng minh nó là có cái thời gian chạy là n, là tiếp cận của nó là n1/2, và n1/2 mà toán học là nhỏ hơn hẳn n, sau đó trên thuật toán này là tốt hơn hẳn so với thuật toán có thời gian chạy là n on. Đấy, thì cái cách chứng minh này mới là cách chứng minh hoàn hảo nhé, chứng minh đúng, làm đúng. Được chưa nhỉ? Như vậy chúng ta có lẽ hôm nay chúng ta không có thời gian để chúng ta làm tiếp phần sau, thì chúng ta dừng lại đây nhé. Đấy, thì buổi sau tôi sẽ tiếp sang cái chúng ta sẽ buổi sau ta học tiếp sang một cái thuật toán mạnh hơn nữa so với buổi hôm nay. Thì chúng ta như vậy chỉ trên một bài toán là tìm kiếm thôi, có rất nhiều thuật toán khác nhau để làm việc trên một cái bài toán. Chúng ta nhớ lại cái bài này nhé, cái bài này mà chúng ta sẽ đây cái bài mẫu của tôi đây, chúng ta thực hành luôn trên hai cái thuật toán này. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé, hôm nay mình không thể dừng lại đây thôi. Hôm nay qua hỏi gì? Ai biết đây dòng 23 có dấu bằng n là cái gì đây? Ai vừa hỏi tôi nhỉ? Dòng 23 là dòng nào nhỉ? À giờ chương trình hả? Chương trình dòng 23 đó. Dòng 23.
À, bạn đọc hỏi tôi ở đây à? Không phải, sai sai chỗ này này. Sai ở cái bước nhảy sau cùng này này, là chúng ta khi nhảy ra ngoài thì là chúng ta nếu mà g lớn hơn n thì theo phán cũ của chúng ta là nó bằng trừ 1 thì là sai. Như vậy nó phải khi nhảy ra ngoài là chúng ta phải dừng lại. Khi mà nó ra ngoài thì chúng ta đặt lại g đúng không? Đây. Trở về đây. Khi g nó ra ngoài này, thì đối phương cũ là chúng ta đặt đi đi hơn trừ một là sai, phải đặt g bằng n bằng 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 n. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Ừ. Bạn về nhà làm bài tập này nhá. Tôi sẽ chơi. Vâng, em chào thầy. Chúng ta nghỉ thôi. Chào thầy ạ. Ừ, chào thầy.